Em chào các bác nha. Hôm nay em sẽ lên thanh lý một ít cái hàng hồ điệp cây già. Giá nó rất là rẻ thôi, chỉ có 12.000 thôi. Hàng này thì là em trồng tự nhiên. Đấy, thế nên cây nó rất là khỏe. Bác nào mua về trồng hay là ghép trụ nó cực kỳ hợp lý luôn. Cây thì em để trong cái bầu to như này, nó là cây già rồi mà. Đấy, thế nên gửi đi thì em sẽ bóc bỏ cái bầu này đi nhá. Bóc bỏ những cái bầu rêu này đi và sơ chế qua cái rễ để nó vừa nhẹ cước mà nó tránh bị thối nhũn. Đó. Khi bóc bầu thì cây nó sẽ như này. Đấy. Những cái rễ khô, rễ hỏng các thứ ấy, em cắt bỏ hết rồi, để lại những cái rễ khỏe thôi. Đó, và xử lý cây cho khô đẹp, gửi đi thì nó sẽ không bị thối, không bị nấm bệnh các kiểu. Đó, giá là 12.000 một cây thôi nhá. Và nó là hàng hồ điệp đủ màu. Đây, chất lượng cây mọi người nhìn này. Nó đã từng ra ngồng rồi, cây đã già dặn, trồng mấy năm tuổi rồi. Đó, bây giờ bán cho các bác về trồng tự nhiên khá là đẹp, 12.000 một cây nhá. Màu hoa thì nó là lộn xộn. Đấy, em sẽ cố gắng chọn nhiều màu cho. Đây, ví dụ như lá nó khác nhau này thì màu nó sẽ khác nhau, cây nó sẽ lộn xộn thôi nhá. Tóm lại là với cái giá 12.000 thì hình thức cây như này nó quá ok và đẹp rồi. Số điện thoại đặt hàng này là 0974702106 nhá. Màu hoa thì có cả hoa đại, cả hoa mini đấy. Bác nào muốn lấy loại nào thì cứ alo cho em. Đấy, nhắn qua Zalo cũng đều được. Chất lượng cây thì đây, đấy, những cái bầu này em bóc ra hết đây mà. Đấy, bầu là bầu to nhé. Nhưng mà cây thì phải bóc bỏ đi gửi nó mới đảm bảo được, không riêng cái này nó nặng quá rồi. Rồi, số điện thoại em để ở dưới nhá. Em chào các bác.